À, lớp mình là cái buổi mà cô hướng dẫn đôm mà cô hướng dẫn hơi tương đối kỹ nha. Đấy, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cái buổi 6, bài 6. Cái này để các bạn về làm assignment nữa ha. Thì trong bài này ta nói về cái hiệu ứng là image rollover, slide show, đúng không ạ? Select box, check box, random term, cái này. À, nhắc lại một chút CSS. Thì CSS thì nó gồm thuộc tính và giá trị thuộc tính, và nó là cái ngôn ngữ gọi là rule-based language, tức là nó là ngôn ngữ dựa trên cái rule, quy tắc. Thì ví dụ như các bạn để là H1 phong Arial thì cái H1 được gọi là cả cái này được gọi là một cái quy tắc. Cái H1 này là được gọi là cái selector. Cái phong này được gọi là thuộc tính. Cái này Arial nó được gọi là giá trị của thuộc tính. Thì ta có ba loại chính nha, nhiều loại hơn nữa nhưng mà ta có ba loại chính. Đó là cái loại thẻ tạc, tức là tên của selector trùng với tên thẻ. Hai là class và là ID. Đúng không ạ? ID thì chỗ này các bạn để dấu thăng nha, chứ không phải là dấu chấm đâu. Đây cái chỗ mà ID. Thì cái này là các bạn để dấu thăng chứ không phải là dấu chấm ha. Chưa? Đây các bạn có thể thiết lập, có thể dùng ID để lấy, đúng không? Đây cái này là các bạn dùng cái lấy get bằng ID. À, rồi là tiêu đề chấm style chấm phong family, thì cách lấy như này nè. À, các bạn muốn áp dụng cái style mà thông qua cái JavaScript thì ta sẽ áp dụng như thế này. Thì ta sẽ lấy theo cái ID, giả sử ta lấy theo ID đúng không ạ? Sau đấy ta sẽ lấy chấm style, ta lấy được đối tượng cái chấm style, xong rồi ta chấm cái thuộc tính, sau bằng cái giá trị. Cái này là gì ạ? Cái này là đối tượng đó, chấm style chấm cái thuộc tính. À, cái này là bằng cái giá trị của nó. Ok đó, đây ta làm cái demo này xanh đỏ tím vàng. Sử các bạn có cái thẻ P, à các bạn để cái ID là my title, tiêu đề, cái này các bạn để là gì đấy ạ? À, thiết lập style bằng ID, đây thiết lập style bằng ID. Thì cái này là từ xanh đỏ đúng không? Các bạn làm với hai cái button là input button và xanh. Đấy, input button đỏ. Đúng không? Để cái on click vào đây. À, xanh. On click đỏ. JavaScript nó bị lỗi gì? À, nó trùng với tên. À, nó trùng với tên này. Đây, viết các bạn viết script ở đây ha. Đây, function xanh. Đúng không? Ta lấy được cái ID của nó là và my title title đi ha, v title đi ha,
bằng document lấy được đối tượng đã, chấm get element by id lấy theo id là my title. Các bạn add style cho nó đúng không, khi click màu xanh thì ta add cái màu cũng là màu xanh, thì ta có là v title chấm style chấm color đúng không, màu color gắn bằng blue. Ok được chưa, chạy thử ha. Đấy, chạy. Đấy, còn bấm xanh à, không có ra hả? F12 nó báo cái lỗi gì à? Ủa, style color color hay là font color nè, color hay là font color nè, font color nè. Đấy, có thể nó lỗi cái này xanh. Ê, nó lỗi gì ta? Get element by id my title p. Ê, khi p title chấm style cái màu sắc coi là cái gì nha, coi lại nè cái code nè, cái set s của color đúng rồi mà ta, color đúng rồi mà ta, vậy tại sao sai? Color đúng rồi mà sai gì? F5 gặp nun, cái nào nun, vậy có nghĩa là cái v title nun à, chữ mai cô viết sai này các bạn, chữ mai là cô viết chữ thường, bây giờ đây cô viết chữ hoa, thành ra nó lỗi ha, thấy không ạ? Đấy, nó lỗi chính tả nên nguy hiểm lắm. Đây, xanh ra xanh ha. Đấy, các bạn muốn thêm cho nó cái mà font weight, các bạn để là bold. Đấy, bạn vào cái này là nó sẽ là đậm. Đấy, đây là cách CSS đúng không ạ, thêm CSS. Ok, chấm 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 từng cái một gì đó. Ok rồi, tiếp ha, ta sang đỏ tương tự ngược lại ha, ta sang cái thứ hai tiếp theo, cái đỏ button click ngược lại. Ok, xanh đỏ, xanh đỏ. Đây, nếu mà thay đổi style cho style cho nhiều phần tử thì ta ghét theo, đừng không ghét theo ID mà thể ta đặt theo tên thẻ chẳng hạn, tên thẻ class tag name chẳng hạn, tên thẻ. Đấy, ta dùng cái by tag name, sau ta dùng vùng lặp để duyệt từng phần tử một. Ok. Đó. Rồi, thì cô demo luôn. Đây. Đây. Thì cái này ID nó thì không thể trùng được nhá, ID trùng là nó không có được, ID trùng là nó không có chấp nhận đó. Thì trong tình huống này các bạn mà apply cho toàn bộ thì nó không được, nó chỉ apply cho một cái thôi. Thì muốn apply cho toàn bộ thì ta sẽ dùng cái vùng lặp, ta thay cái này bằng v title sẽ gắn bằng get element by tag, by tag name, tên thẻ. Tên thẻ là thẻ P. Ta sẽ for, dùng một lần for lại y gắn bằng không, y nhỏ hơn v title.length y cộng cộng đưa này vào. Ok chưa, rồi chạy nhé. Rồi nó lỗi à, quên v title y, xin lỗi nhé, thiếu chữ y. Đấy, ok
sau. Đấy, nếu nhiều thẻ thì các bạn phải lấy bằng cách khác. Các bạn dùng vòng lặp để duyệt. Được chưa? Lấy bằng vàng. Rồi, bây giờ các bạn image rollover là các bạn đổi, nó là ảnh này xong đổi ảnh khác. Đúng không ạ? Đổi ảnh. Ok. Cô sẽ demo cái delete rollover. Image rollover chứ. New file image rollover .html. HTML. Ok. Ta có hai hình. Ta để cái thẻ div, thẻ image img src hình không đó. Okay. Image rollover đặc hình đúng không? Rồi các bạn để cái style. Hình này người ta đơn trỏ vô hình thì nó đổi một hình, nó đổi cái hình khác, đơn trỏ ra nó đổi lại hình cũ. Thì ta sẽ làm một sự kiện over thôi, cái này dễ quá. On mouse hoặc các bạn làm hover cũng được, nhưng mà cái này đang làm JavaScript cho nên chúng ta sẽ dùng JavaScript. On mouse over bằng dit chấm src gắn bằng hình 1 image. Cái này là hình 1 chưa? Đó, F5 chuyển sang hình 1, đưa ra để chuyển sang ngược lại cũ thì ta là dùng cái on mouse out. Out là ngược lại của over. Ta chỉ lấy cái này thôi, ta quay cho nó về hình hình không là xong. F5 trở vào, ra vào, ra vào, ra. Nếu mà muốn đơn trở vào mà có cái bàn tay thì ta để cái image là để cái cursor pointer. F5 đấy, nó có bàn tay giống như click chuột vậy đó. Nhưng thực ra là nó giống cái link, thực ra nó là cái hình thôi, cái cursor ZS thôi. Cái đấy được gọi là rollover email chưa? Quá dễ. Bây giờ muốn thêm ZS transition thì sao? Ta sẽ dùng cái style, cái đấy phải thêm cái style ạ. Dit chấm over là các bạn để cái dit chấm style chấm transition ngắn bằng, cái này là để là linear. Cô vào đây cô coi cho nó khỏi sai chính tả nhé, ngắn nhất là sai chính tả. W bar school
CSS. Các bạn vào cái CSS, các bạn vào cái transition, transition. Đây, transition CSS đây các bạn. Linear transition đây. Đây ra ta sẽ có như sau. Transition cái để 3 giây chẳng hạn. Đấy. Tôi trỏ vào nha, F5. Các bạn thấy có sự thay đổi nha, đúng không? Trời ơi, nó cũng vậy à. Cái này là 5 giây đi. Nếu như để vào thuộc tính opacity thì có vẻ nó ok hơn. À, thôi kệ nó đi. Nó mờ dần. Nó mờ dần hay nó hiện dần. Opacity. Cái này nha. Các bạn để là dit chấm style.opacity. Cái này các bạn gán, đầu tiên là gán bằng 0. Gán bằng 0. À, sau đấy các bạn 0. Sau đấy các bạn transition linear opacity. Ghê. Ở chỗ này opacity 1 trỏ vô thì opacity gắn bằng 1. Cái này khó, hơi khó. Opacity gắn bằng 0, opacity gắn bằng 1. Opacity cũng không được. Ở đấy, như thế này thì lại được. Để gắn bằng 0. Đơn trỏ vào. Đơn trỏ vào. À, thì nó bị gắn bằng 0. Sao mất luôn à? Tào lao. Cái này phải gắn ngược lại cái opacity bằng 1. Gắn ngược lại bằng 1 thì nó mới ra. Mất. Vậy thì nó kỳ quá. Nó mờ ảo, nhưng mà cô muốn cái transition nó chuyển qua kia, nó chuyển ảnh, nó chuyển ảnh, nó chuyển ảnh. Rồi về nhà tìm hiểu thêm nhá, mấy ông làm Java các web đó, các bạn muốn làm cho đẹp á thì các bạn phải tìm hiểu thêm. À, nhưng mà ý cô nói là các bạn có thể kết hợp với CSS vào đây. Thì nếu các bạn có thể cái code mà dài quá, các bạn tách nó ra, script function f over đó, và viết một cái function, function f out để viết hai cái function vào đấy. Cái okay. F over là cái này, cái này. Cái okay. F out là cái này, cái này. Rồi thì các bạn bây giờ không dùng cái dit nữa và ta sẽ ghét cái đối tượng này, đúng không? Và để chung đi ha, để chung đi ha.
my image cân bằng document get element by id get element by id lấy cái id của nó ha, đặt cho nó một cái id. ID là if image over chẳng hạn. Đó. Cái này là my image chấm. Đấy, vậy thôi. Rồi cái này các bạn gọi tên của nó vào. Gọi function add over vào. Cái này các bạn gọi function là f out. Ok chưa, thì chạy nó cũng tương tự vậy, f5 đấy, chạy nó tương tự vậy. Ok rồi, đó là rollover image. Bây giờ ta sang cái slide sau, thấy chưa, xong cái hình ha, được chưa? Đấy. Over để có thêm hiệu ứng nó mới dài thôi, còn bình thường nó ngắn. Ok, load ảnh trước. Cái load ảnh trước là giúp các bạn để khi các bạn làm việc với internet á, thì cái ảnh của nó các bạn không có sợ nó bị delay, những cái ảnh lớn á thì các bạn không có sợ nó bị delay. Ok, các bạn gán cái ảnh đấy vào cái biến, sau các bạn sẽ dùng cái biến đó chứ không phải dùng cái ảnh nữa, thì cái này cũng được nhé. Rồi ta gán cái ảnh đó trong cái biến new image đây, ta gán lên src của nó bằng đúng cái đường dẫn. Cái này các bạn về làm đi ha. Rồi slideshow làm slideshow thì chủ yếu là các bạn điều hướng dẫn các cái button thôi. Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn một vài button thì các bạn sẽ biết cách điều hướng ha. Thế bài của ta nè, bài lab nè. Lab. Thế các bạn có hình, các bạn điều hướng có bốn cái nút để điều hướng giữa các hình này. Thì cũng tương tự như vậy. Tạo cái slideshow, cô tạo cái new file slideshow, ok, HTML, các bạn làm cái div, để cái ID, rồi trong này các bạn để cái image, chưa? Hình không, ok, style, cái div, width 400 pixel, 500 pixel, hay 100 pixel, 150 pixel, okay, div, image. Slideshow hình,
chưa? Cô làm cái dãy button ở dưới này. Type input button value là gì ạ? First, previous, next class. First. Previous, next class. Class. Okay. Tắt này đi ha. Vậy thôi, bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ làm như sau. Khi nó chạy cái dòng đầu tiên á, tôi kể đi, next trước đi, tôi với cái hàm next trước đi ha. Click next rồi nó sẽ nhảy nè. À, next, on click. F next. Ok, function. Script. Function f next. Được chưa? Bây giờ cô đặt cái ID cho cái thẻ img, ID bằng my image, đúng không? À, ta lấy cái ID của nó và để biến toàn cục ha. V image gắn bằng document.get, tức là cái này là bắt buộc, bởi vì các bạn muốn tương tác với đối tượng đó thì phải lấy được đối tượng đó. Nếu không lấy được đối tượng thì không thể tương tác được. Và lấy đối tượng thì lấy bằng nhiều cách: get element by id, get element by tag name, by class name, tùm lum. Được chưa? Thì có nhiều cách để lấy. Thì bây giờ ta lấy theo id là nó trả về một cái, các bạn dễ làm việc. Các bạn mà lấy theo cái class name hay tag name gì đó, các bạn sẽ trả về mạng. Mà trả về mạng thì các bạn bắt buộc phải dùng vòng lặp hoặc là dùng chỉ số để truy xuất, nó phiền phức, đúng không ạ? Đấy, ta chọn cách đơn giản, tức là đấy, đơn giản hiệu quả. Rồi bây giờ cô muốn là next thì cô sẽ chuyển sang hình thứ hai chẳng hạn, thì ta viết là ta đổi là image img á, các bạn chấm src là bằng cái hình thứ hai, hình một là xong. À, ta sẽ làm như sau: vimg.src gắn bằng, ta đổi bằng cái đường dẫn này là xong. À, nhưng mà thay cái này bằng cái số 1. Ok, lại next tiếp lại thay bằng số 2, next tiếp lại thay bằng số 3. Ok, next. Được chưa? Thì vấn đề là bây giờ làm sao để cô next cái nó thay bằng số 2, số 3. Không lẽ mỗi lần next cô lại sửa lại cái này à? Hiểu không? Theo các bạn thì sao? Gợi ý nha. Cái này xóa đi nào. Delete. Okay. Xóa cái này. Đây, gợi ý nào. Ta hình từ 0 đến 9, tức là ta có 10 hình. Nó chỉ thay đổi cái chỉ số thôi, còn lại tất cả mọi thứ giống nhau. Okay. Thì cô sẽ đặt cho cô một cái biến y, và y gắn bằng không. Đó. Thì mỗi lần tôi next thì tôi tăng y lên 1, y cộng cộng. Chưa? Và cái này tôi thay bằng cái số 1 đây nè. Tôi thay bằng cái chữ y. Đấy, chưa? Đấy, y này thay đổi thì cái hình thay đổi thôi, chạy lại nè. Next nha. Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5, hình 6, hình 7, hình 8, hình 9. Đến hình 9, tôi next cái là nó ra hình 10. Mà trong cái đó hình 10 không có. Thì cái chỗ này ta sẽ bắt lỗi là nếu là y bằng 9, à bằng 10, hoặc là nếu y lớn hơn 9.
chỉ số ta chỉ đến 9 thôi, nếu y lần 9 thì tôi sẽ gán y gán bằng ngược lại bằng 0. Ok, chạy nào. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next cái nó về cái đầu. Nhưng nếu các bạn muốn cho nó dừng, không muốn nó next nữa thì đừng có để y lần 0, các bạn return khỏi hàm luôn. Tức là không làm gì nữa. Click không làm gì nữa. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nó return khỏi hàm, không làm gì nữa. Gặp 10 là nó return, là dừng, dừng. Khi đó thì thấy như này. Ta sẽ có một cách ta bắt như này. Nếu mà nó về cuối thì cái next này sẽ bị ẩn đi. Ta đừng return nữa mà ta ẩn đi. Ẩn đi thì cái ta không thể là gì ạ, bấm được cái nút này nữa, đúng không? Vậy ta sẽ, nếu như lớn hơn 9 thì ta sẽ làm như sau. Ta sẽ disable cái này đi, next đi. Vậy cái button next này cô cũng để cái ID là button next. Thì cô lấy cái ID của button next, cô khai báo ở bên toàn cục dùng cho dễ nha. V next gán bằng cái này là để cái button next. Rồi cô sẽ để V next, V next chấm add attribute. Disable. Cô không nhớ là cái phương thức add attribute đúng không nha. Chạy nào. Next 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next. Không đúng rồi. Phương đây nó còn bấm được, có nghĩa là nó đang sai. Có nghĩa là cái add v next add attribute này bị sai. Khoan. Không không khoan. Chấm. Từ từ nha. GPU là disable, tôi đưa vào đây. Đưa vào đây thì ta sẽ, rồi tìm yêu đôm. Không nhớ thì ta vào đây ta coi thôi. Vậy JavaScript đôm HTML đôm phương thức đôm document element element có phương thức là add a attribute. Insert. Vậy là set attribute. Set attribute. Vậy là set attribute chứ không phải là add attribute. Vậy cô đổi add attribute thành set attribute nha. Set attribute disable phải cái nào, cái này bị ẩn rồi nè, các bạn để ý là cái này nó bị disable rồi, mờ rồi nè, không bấm được nữa ha. Đấy, ok, mờ mất tiêu rồi. Ok, rồi vậy thì ta cứ bấm 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 đến cái này cuối cùng người ta sẽ ngưng.
Và đương nhiên cái lát nó cũng về cuối rồi, cái lát bấm nó cũng ngưng luôn. Vậy cô vừa làm cho các bạn cái hàm next đã xong, hàm previous ngược lại ha. Đấy các bạn có thể cái này là để cái này là last, last thì các bạn cũng cái này để là last. Thì khi đấy thì cái last này cũng cũng disable luôn. Tại vì nó về cuối rồi còn bấm last gì được nữa đúng không? À thì cái này nó các bạn khi bấm về cuối thì cái last này nó cũng ẩn luôn. Ví dụ như vậy. Nhưng mà khi các bạn nhấn được previous thì cái last và cái này được mở ra. Để các bạn có thể điều hướng như vậy. Để các bạn làm sao ha. Đấy, đây hướng dẫn là các bạn điều hướng các cái nút, các cái button. Ok. Rồi, bây giờ previous thì ngược lại. Đúng không ạ? Previous thì ngược lại là cái này trừ trừ. Và các bạn cũng kiểm tra không. Nếu cái này nhỏ hơn không à, thì các bạn cũng phải return đi, không có set nữa à, không trừ trừ nữa. Bây giờ cô viết cái hàm first và hàm last thì dễ nha. Hàm last là function f last. Okay. Các bạn không biết viết hàm hàm first hàm last, cô viết ngược, các bạn viết first với previous ngược lại nha. On click. Rồi. Cái này nếu cái này thì các bạn đưa cái y gắn bằng 9 luôn. Chạy cái này thôi. À, khi nào các bạn bấm lát rồi thì đương nhiên hai ông này ẩn không bấm được nữa, ẩn không bấm được nữa. Ok rồi chạy nhá, này bấm lát à, là nó về cuối luôn và hai ông này không bấm được nữa, được chưa? Đấy. Vậy thôi các bạn. Đấy, còn previous thì trừ trừ. Ok rồi. Phần này có ai thắc mắc, có ai hỏi gì không các bạn? Có ý kiến nói luôn nha, để cô hướng dẫn tiếp. Ổn chưa? Ổn rồi cô ơi. Ok. Thì những cái phần sau là các bạn hoàn toàn có thể làm. Nếu bạn nào bị lỗi thì hỏi tiếp nha. Các bạn cố gắng các bạn làm. Lỗi kệ, cốt là phải lỗi. Nhưng mà lỗi là các bạn hỏi thì cô trả lời, chứ bây giờ các bạn mà không hỏi là cô không biết trả lời. Và cô dạy thì cô không biết các bạn hiểu đến đâu ha. Mà cô dạy không thì đấy là cốt của cô, là cốt của bạn ha. Rồi bây giờ còn một cái nữa là cái validation form. Ok. À, ta sẽ hướng dẫn cái validation form. À, đây. Ok. Thì cái này cô sẽ giảng từ từ. Đây. À, các bạn làm form đặt hàng, nhưng mà để validation thì cô cái này thì ok. Làm nha, dễ, cái này là đặt hàng, cái form đặt hàng. À, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cái phần validation form lại. Từng bước từng bước. Đây cô lấy lại cái form hôm bữa. Cô làm à, giờ cô làm lại từ đầu đi. Form đăng ký sở thích à, form đăng ký ngày sinh, ngày sinh tên, form đăng ký hôm bữa là form này. Cô lấy lại cái form thôi.
cái trên thì cô có định dạng, còn cái dưới thì cô không. À, các bạn về nhà định dạng sau, bữa là cô không định dạng tại vì mất thời gian đó. Quý thay các bạn có thể định dạng. Rồi bây giờ cô sẽ làm cái phần bắt lỗi cái đăng ký, đúng không ạ? Bắt lỗi cái phần đăng ký này. F valid, ta viết cái script, script function F valid. Rồi bắt lỗi thì ta có những cái loại bắt lỗi như sau. Bắt lỗi trống là chưa nhập, hiểu không? Bắt lỗi định dạng email, số phone hay là ngày tháng, ngày sinh. Với ngày tháng, ngày sinh thì người ta có một cái ngày sinh thì người ta có một cái kiểu gọi là kiểu date, bắt đầu từ HTML 5 nó có. Thiếu cái label à. C. Đây, ô cái này class error mà. Nhập. Ô cái này không có label. Nhập. Cái này không có label. Cái tag này ta không để tag mà ta để là cái date. Placeholder nó không có ý nghĩa trong này, đúng không? Cái này các bạn để cái email test ngày sinh ngày đi, test ngày chưa. Thông thường các bạn chọn này thì các bạn ít khi lỗi về định dạng. Nó các bạn chỉ bắt lỗi là ví dụ ngày sinh thì không thể nào là sinh ngày hai, hôm nay là 28 mà sinh ngày 21 tháng 2 cả. Đúng không? 2020. Hôm nay ngày mình mai ngày 1 mà chưa gì là có ngày sinh rồi thì không có. Đúng không? Đây, ví dụ các bạn bắt những cái lỗi kiểu như thế, còn lỗi định dạng các bạn không phải bắt nữa. Các bạn không phải bắt nữa. Các bạn chỉ xem là cái ngày đấy nó có đúng như ngày mình mong muốn hay không, đúng không? Không phải bắt nữa. Ok. Rồi tiếp nha. Bây giờ cô sẽ bắt lỗi nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt lỗi trống. Thì bây giờ các bạn cũng giống như là các bạn truy xuất vào những đối tượng khác. Thì các bạn muốn mà bắt lỗi nó thì phải lấy được nó. Ví dụ cô muốn bắt lỗi cái input này là trống, thì cô sẽ bắt lỗi cái value. Yeah. Lấy được value của nó. Lấy được value thì các bạn lấy theo tên hoặc lấy theo ID. Thì có một cách là các bạn có thể truy xuất là lấy tên của form, tên của cái input, tại vì nó là form mà. Rồi tên của hoặc là ID input xong các bạn chấm value nó cũng ra. Nó rất là dễ. Cho các bạn lấy là va ví dụ như họ tên sẽ gắn bằng là frec là tên của form. Frec là tên của form. Cái này là mã hả? Đấy, mã sinh viên, mã TT mã. Đấy.
mã chấm tê tê mã chấm value. Ok thì lấy được cái giá trị của nó. Xong bạn kiểm tra nếu mà mã mà bằng bằng trống thì các bạn bật thông báo lỗi, ví dụ như alert chưa nhập mã, ví dụ như vậy. Đó, chạy nhá. Chưa nhập, đăng ký cái nó báo là chưa nhập mã. Được chưa? Rồi muốn đưa khi chưa nhập muốn đưa trỏ vào thì ta chỉ cần lấy cái này chấm focus là nó ra. Cái này chấm focus. Đấy. Cái method focus đơn trỏ vào nhá. Rồi nè, chưa nhập là đăng ký nè. Ok, nó sẽ đơn trỏ vào focus vào cái chỗ mình để mình nhập. Đó. Rồi cách thứ hai là báo lỗi. Các bạn nếu không muốn báo lỗi ở trên alert xấu thì các bạn tạo nó một cái div. Tạo một cái div là ID là error mã, ví dụ cô để error mã thì ta sẽ báo lỗi như sau. Thay vì alert xấu xí, ta để là document chấm get element by ID. Đấy, đưa cái mã đi cái ID vào chấm inner tag gắn bằng chưa nhập mã như vậy. Thì nó không alert nữa, đăng ký cái nó báo lỗi và đưa con trỏ vào đây luôn. Đó chưa? Rồi bây giờ các bạn giả sử như bây giờ các bạn có một cái báo lỗi thứ hai, báo lỗi thứ hai là tên, tê cái này các bạn để là họ tên chưa, và cái này phân biệt chữ hoa chữ thường cho nên các bạn lưu ý nếu cái này là tên bằng bằng thay bằng cái này họ tên. Đấy, chưa nhập tên. F5. Đấy, chưa nhập mã, nó bảo lỗi chưa nhập mã, nó không focus vào đây mà chưa nhập tên, nó bảo lỗi vào đây. Cái này là tên. Cái này get error họ tên. Đấy. Chạy lại ha. Nó bảo lỗi. Tuy nhiên nó lại không focus con trỏ vào đây mà lại focus vào đây. Và nó bảo lỗi đồng thời một lúc hai cái luôn. Thì ta sẽ nếu các bạn muốn bảo lỗi từng cái một thì ở chỗ này các bạn thêm câu lệnh return cái là xong. Tức là nếu như gặp lỗi nào nó dừng, nó fix lỗi đó rồi nó mới chạy tiếp. Nếu chưa nhập chỗ nào nó sẽ fix lỗi đây, nó sẽ nhảy sang cái bên cạnh. Khi nhảy sang cái này nhập rồi mà nhảy sang cái bên cạnh thì cái dòng trên nó phải được xóa đi. Dòng trên được xóa đi thì các bạn phải viết thêm cái dòng lệnh nữa. Khi nó không lỗi thì dòng trên xóa đi, các bạn clear nó đi. Đấy, clear nó đi, không lỗi nữa. Clear nó đi. Đấy, clear nó đi. Vậy thôi. Chạy lại ha. Rồi lỗi nè. Mã hết lỗi. Đăng ký. Đăng ký. Ê, cái này quên return. Cái này phải return. Sau mỗi cái lần mắc lỗi các bạn phải return. Thì câu lệnh return nó có một ý nghĩa là để thoát khỏi hàm, và ý nghĩa thứ hai của nó là để trả về giá trị. Đây, lỗi. Hết lỗi. Đó, b b b b b b b hết lỗi. Chưa? Được chưa? Đấy. Rồi, bạn nào mà muốn nhấn chuột vào đây thì nó hết lỗi luôn. Khi tôi gõ A cái, nó hết lỗi luôn. Thì các bạn xử lý như sau cho cô. Các bạn sử dụng sự kiện on key press hay là on key up, on key down, on key up đi ha. Sử dụng cái sự kiện on key up thì khi gõ một chữ nó sẽ xóa. Xóa. Ok. Chờ cô tí nha, cô trả lời bạn này cái nha. Ngọc Hân đâu? Cô group.
giống nhau. Đấy thì cô có một cái group mà cô đã nói các bạn á, cho các bạn hỏi á, vô group đấy các bạn hỏi JavaScript, hỏi cái gì cũng được ha. Ở đấy các bạn cũng học JavaScript cũng rành lắm, sau này các bạn học cái React, AngularJS á, thì cũng cũng hỏi được thoải mái luôn, tại vì những bạn ở đấy cũng học AngularJS luôn. Tức là những bạn trong group đấy là các bạn học rất nhiều môn, cho nên các bạn thoải mái học học ngành, nhiều ngành, ứng dụng phần mềm web các thứ, hỏi thoải mái ha, và các bạn trả lời tương đối nhiệt tình. Rồi ta quay lại cái này, cô gõ chữ A cái thì cái chưa nhập mã này nó sẽ mất, đúng không ạ? Chưa nhập mã này sẽ mất thì cô sẽ phải xử lý như này các bạn nè. Có nhiều cách xử lý nhưng cô sẽ tách cái này ra, cô sẽ tách cái này ra, tách này ra. Tôi viết cái hàm tách ra là hàm function, function. Check mã is mã có phải là mã hay không? Ok. Thì cô truyền cái mã vào, cô truyền cái mã vào ha. Hoặc là cô copy luôn cả đoạn code này vào đây, đoạn code này vào đây ha. X. Và khi đấy tôi sẽ bắt lỗi đây, bắt lỗi đây. If valid if is mã. Đấy, nếu mà cái này mà phủ định không đúng thì tôi sẽ return, còn đúng thì thôi cô sẽ return. Đấy, cô sẽ gọi ở đây, tức là cô gọi được hai nơi ha. Bây giờ cô sẽ bắt lỗi nhỉ, bắt lỗi ha, is mã nè, thì cô bắt lỗi xem đúng không nhá. Đăng ký, đăng ký đấy. Sao họ tên không bắt, tên tên tên. Ủa, đúng rồi thì phải xuống đây chứ. Khoan, chạy lại nào. Đăng ký, gọi mã, đúng rồi. Ok, đăng ký. Sao lại return rồi? Khoan nha. Nếu mà phủ định, nếu mà nó rồi 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 rồi. Ok. Rồi 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 rồi. Hiểu hiểu rồi, hiểu rồi. Cái này ta sẽ, nếu cái này thì ta sẽ return phone, còn không thì ta sẽ return return true, xin lỗi ha, return true, tại vì ta bắt lỗi là true phone mà, phủ định thì ta phải return true. Ok, đây, đăng ký, đăng ký được chưa, ok chưa. Rồi bây giờ ta sẽ xử lý cái chỗ này nè, on key press. On key up, on key up đây, mã đúng không? Cô sẽ viết cái hàm là on key up. Cái này là tôi để là is mã. Nếu mà gõ đơn trỏ vô mà không gõ gì mà đưa ra thì lỗi, nhưng mà giả sử cô gõ a nó hết lỗi, xóa luôn, xóa cái lỗi được chưa. Hết lỗi được chưa, thì ta đưa cái vào on key up để nó bắt cái lỗi này. Vậy các bạn thấy là code thì cô cũng không viết tăng thêm là cái gì, cô chỉ có tách cái code này ra một cái đoạn function khác thôi, không thì các bạn vẫn phải copy cái function này vào đây. Thì bây giờ cô tách ra thôi, cô gọi lại đấy, thì cô đã xử lý được hai cái sự kiện của cô rồi. Này, hết, xóa lỗi, ok, hết, xóa lỗi, ok, được chưa? Rồi vậy thôi. Cái sau tương tự, cái sau tương tự, cái sau tương tự cũng vậy ha. Ok, rồi các bạn có thể bắt được cái này nữa nè, enter cái nó nhảy xong cái sau, enter, nhấn enter, không phải nhấn tab mà nhấn phím enter cái nó nhảy sang cái nút sau, gõ gõ bạc 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 enter cái nó nhảy sang cái sau, thì các bạn xử lý luôn được nhá. Ví dụ như các bạn là lấy là key press,
press đúng không? Thì ta lấy là even.keycode đúng không? Mã gõ if even đây on key press, if even event chấm key code, cái này mà bằng bằng cái 13 thì nó sẽ focus vào cái tiếp theo là fbreak chấm txt họ tên chấm focus. Ok nhảy nhá, F5 nào. Enter cái đã chưa à. Hello enter cái thấy chưa cái tiếp theo enter cái này chưa làm, các bạn phải làm tới từng cái nhá. Ok đây, nếu mà even chấm key code là nó bắt được cái key khi các bạn on key press á, là cái nó bắt cái sự kiện on key press thì nó lấy cái sự kiện là event là chấm key code mà bằng 13 cái nó nhảy sang cái kế tiếp đúng không ạ, nó nhảy sang cái kế tiếp enter đúng không, đấy xóa hết cái lỗi enter à, lỗi rồi nó return nó đâu cho enter nữa đâu là enter được chưa, đấy, lỗi cái này bảo lỗi nó return mất tiêu rồi, return phone. Return phone thì nó không cho làm tiếp. Return phone mất rồi. Đấy, không cho. ABC enter rồi xong. Đó, được chưa? Ok chưa? Đấy. Rồi tiếp tục các bạn bắt lỗi cho những cái khác. Rồi. Thì các bạn bắt lỗi cái khác thì dễ rồi, bây giờ chỉ có bắt lỗi cái email thôi. Email là khó. Đúng không ạ? Email thì các bạn về coi ở trong cái phần cũng hết thời gian rồi ha. Các bạn về coi cái phần ở trong cái video clip trước cô có hướng dẫn chịu khó tìm cái mà thôi hay hay là cô sẽ đi mua luôn nào. À coi ai gọi à, để mua luôn ha. Ok đây cô sẽ các bạn cái này các bạn phải tham khảo ở trong cái regular expression ha, các bạn cũng vào JavaScript W3 School các bạn cũng kiếm JavaScript các bạn tìm cái regular expression regular tìm kiếm nó nhanh đây. Thì nó sẽ hướng dẫn các bạn là tạo cái pattern các cái phương thức đúng không ạ, phương thức search replace thay thế search rồi các bạn test kiểm tra các thứ đúng không ạ, các bạn có các cái ký tự đấy các cái hướng dẫn ở đây, hướng dẫn ở đây thì bữa trước cô còn hướng dẫn tương đối kỹ ha, để cho người test. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn tạo cái pattern. Cái này tao gọi là mẫu. Tạo một cái mẫu, tao gọi là pattern. Ok. Tạo cái mẫu, nó cú pháp là mẫu và modifier. Thì cái này chính là cái modifier nè. Đấy, này chính là modifier là truy xuất. Cái bộ truy xuất của nó sửa đổi. Truy xuất modifier. Bây giờ cô sẽ tạo cái mẫu email các bạn có thể tạo số điện thoại email, để tạo mẫu thì tôi sẽ làm một cái function là is email function is email đúng không ta cũng làm giống như anh kia đây, và nếu cái này trống thì nó lỗi. Ok, thực ra là copy thôi ha. Đấy các bạn thấy là code các bạn viết lần lần sau copy cho nó nhanh.
TXT email mail mail mà bằng trống thì cái này error email đây. Còn cái này là txt email focus chưa nhập email đấy. Các bạn có thể bắt lỗi, các bạn làm nó chạy tuần tự từ trên xuống dưới, cho nên là ở trên mà các bạn mà muốn cái nào chạy trước các bạn để trước, muốn cái này chạy sau để sau. Thì bây giờ cô cứ để là if user email. À, nếu cái này là không đúng thì các bạn return thôi. Không đúng thì các bạn return. Return thì thoát khỏi hàm. Cô không test mấy cái này, cô không test thì cô comment nó lại, cô test mỗi email thôi. Test mỗi email thôi. Thì ok cái thì chưa nhập email. Ok chưa? Chưa nhập email. Mấy cái kia cô comment lại, khi nào cần thì ta sẽ làm. Rồi bây giờ đó là cái phần 1 là để trống. Phần thứ hai nè. Các bạn đấy, tạo rồi tạo một cái mẫu button và red email gắn bằng xẹt xẹt chấm phẩy đó, tạo cái mẫu. Thì nếu cái mẫu này các bạn email một so khớp thì đầu tiên là móc nhọn là để nó giới hạn cái bắt đầu, đô la để giới hạn cuối cùng, và khi gõ thì không có dấu cách nha, các bạn đừng có dấu cách. Nhiều bạn làm theo của cô, các bạn lại để dấu cách, để dấu cách là trật lất, dấu cách nó coi là một ký tự, cho nên là các bạn mà để dấu cách là nó sẽ sai cái mẫu. Mẫu này sẽ viết liên tiếp. Ok rồi thì đầu tiên cái email cô làm cái email đơn giản thôi ha, để hướng dẫn các bạn là email đơn giản thôi, là ví dụ như hường tt amoc fpt.edu.vn hoặc là hường tt amoc gmail.com, tức là cô làm rất đơn giản vậy thôi. Để các bạn hướng dẫn nào. Đầu tiên tôi sẽ phân tích cái mẫu, tôi phân tích tức là cái khúc đằng sau này nè, là bắt đầu từ amoc, tức là phải có amoc thì để amoc thôi, cái mẫu phải có chữ amoc thì phải để amoc thôi. Sau dấu amoc đây là một cái chuỗi, cái chuỗi này thì là ký tự. Ok, tên miền có thể là số, có thể ship gạch, có thể là số có luôn, có thể ship gạch. Cho nên cô sẽ để là sẹt d, sẹt d, sẹt w. Quên, sẽ đặt trong chứ, quên đặt trong cái dấu đây, sẹt w đấy. Sẹt W tức là nó giới hạn, nó là sẹt W nó tương ứng với là cái gì đấy ạ? Sẹt W nào, thì nó tương ứng với A tới Z, A hóa tới Z hóa, 0 tới 9 và cả dấu ship gạch nữa. Đó. Đấy, và tên miền ta sẽ bắt đầu bao nhiêu ký tự? Ta có cả FE nữa nha, thành ra là ta sẽ bắt đầu từ hai ký tự, hai lặp nha, cái này gọi là lặp nè. Sẹt W tương ứng với một ký tự thôi, một ký tự đấy có thể là A tới Z hoặc là A tới Z hoa, có thể 0 tới 9 hoặc có thể là ship gạch, nhưng nó chỉ là một ký tự thôi, tương ứng với W này thì nó là một ký tự, một sẹt W tương ứng với một ký tự. Có thể có thể là đấy, A tới Z hoặc cái đấy. Thì các bạn muốn hai ký tự thì phải lặp hai lần. Tôi cho lặp tối thiểu hai ký tự và lặp đến bao nhiêu cũng được. Thì cái phần lặp đây này là để dấu mốc nhọn. Thì cái phần lặp này các bạn là không để bao nhiêu cũng được, thì tôi để phẩy, để không gì cả, chưa vơ. Là lặp bao nhiêu cũng được. Còn nếu muốn 10, maximum 10 thì có thể là 10, từ 2 tới 10, tức là 3 3 ký tự là thỏa mãn, 4 ký tự thỏa mãn, 2 đến 10 ký tự là thỏa mãn. Còn nếu mà các bạn nhập mà 11 ký tự nó sai, hoặc là một ký tự nó sai. Đấy. Rồi.
Rồi tôi được cụm thứ nhất, cụm thứ hai là .com hay là .vn, thì nó sẽ là một cụm. Thì tôi để dấu mốc tròn. Dấu mốc tròn này là nó là chính là một cụm. Đúng không ạ? Một cụm thì trong cái cụm này thì ta sẽ để này, chắc chắn phải có dấu chấm. Một dấu chấm trong cụm này sẽ có một dấu chấm. Đó, dấu chấm này trong sau dấu chấm thì sẽ có hai ký tự hoặc ba ký tự. Và tôi chỉ để ký tự từ A tới Z thôi, tôi không để số. Tức là dấu mốc vuông là tương ứng với một ký tự. Nhưng mà ký tự này có thể là từ A tới Z hoặc từ A hoa tới Z hoa. Và ký tự này lặp hai hoặc ba lần. Hai hoặc ba lần. Và cả cái cụm này lặp một hoặc hai lần. À, cả cái cụm này lặp một hoặc hai lần. Đó, cái khúc cái cụm đấy là khúc .com.vn đó. Có thể chỉ có .com thôi, nó có một lần à. Có thể .com.vn nó chấm hai lần, đúng không ạ? Vậy là cô sẽ phân tích được cái cụm cuối, cái khúc sau cái dấu móc tròn. Trước dấu móc tròn thì cô sẽ để là ký tự giống như cái sau. Nó là xẹt W. À, cho lặp 2 đến bao nhiêu cũng được. Đó. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Đấy. Thì cái mẫu này là do các bạn tạo ra, do các bạn quy ước. Hiểu không? Các bạn quy ước. Thì các bạn quy ước làm sao cho nó ok. Đúng không ạ? Còn các bạn quy định mà. Còn các bạn muốn khó hơn thì làm nó khó hơn thôi. Ok. Đấy, tôi làm dễ dãi ha, làm dễ. Tôi là làm đơn giản, có những cái nó có thể phức tạp hơn nữa. Thôi cứ vậy đi ha. Rồi. Vậy tôi sẽ để như này. Tôi sẽ test kiểm tra if red email chấm test mà so với cái email. Nếu cái này mà hợp lệ, cái này nó khớp với mẫu mẫu thì không nói làm gì. Nếu không khớp, không khớp là tôi để chấm than đằng trước ha, thì tôi sẽ bắt lỗi thôi. Nhưng lỗi này lưu ý cho các bạn, là lưu ý cho cô là lỗi này sẽ không phải là lỗi để trống, mà lỗi này là chưa đúng email, chưa đúng định dạng email, sai định dạng. Đấy, return. Còn nếu nó đúng rồi thì thôi, lại set nó về cái này. Ok. Chạy thử nhá, test thử nào. À, trống cái nó báo lỗi. Giờ tôi gõ nè. À. Bây giờ nè. À, tôi gõ mà các bạn muốn khi gõ là nó báo lỗi luôn. Thì ta sẽ lại phải để trong on key up. Đây. On key up. On key up. Is email. Đó. Chạy ha, F5. À, đầu tiên là lỗi. À, các bạn đơn trỏ các bạn gõ là A. Nó bảo lỗi. Ủa. Ủa, từ từ. B. C. Khoan khoan. Nếu vậy thì nó phải văng cái lỗi này ra chứ. À, xóa anh này đi, dư anh này. Dư anh này, xin lỗi. Rồi lại nào. F5. Ủa, y. Ê, kỳ nha. Ê, F12 coi lỗi ở đâu, chắc chắn là bị lỗi rồi. Lỗi quá trời. Email is not defined. À, không phải email mà là mail các bạn nhé. Mail, 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 mail. I'm so sorry. Mail. Bởi vậy nó lỗi. Ok. Trở lại. Chưa nhập email, gõ cái. X. Sai định dạng thế không? Y vẫn sai đúng không? Z amoc gmail.com. Hết lỗi đúng không? Hết lỗi đúng không? Có lỗi. .com. Chấm. Hết lỗi, sai định dạng. Để dấu chấm là sai. VN. Hết lỗi. À, giả sử để dấu chấm ở đây cũng sai định dạng luôn, hết lỗi. À, để có một cái cũng lỗi luôn. À, VN hết lỗi, chấm sau lỗi. Xóa. Không có dấu amoc càng có lỗi. Amoc. Chấm đứng trước amoc lỗi.
À, chấm đứng trước cái này. Lỗi. Ok. Đó. Được chưa? Ok. Bên nhà coi tiếp cái phần bắt lỗi nha. Email. À, bây giờ ta sẽ sang cái phần nữa là đóng cái này lại. À, bắt lỗi về radio button nếu mà chưa nhập. À, tôi comment cái anh này lại để tôi bắt lỗi cái radio button ha. Đây. Radio button nếu mà chưa nhập. Chưa nhập. Click này là nhập rồi, còn cái này chưa có gì cả. Thì ta lấy radio button thì nó có đặc điểm là nó sẽ lấy theo cái name. Cái name ID là không được trùng nhưng name là được trùng. À, tôi sẽ get theo name. Thì ta sẽ có là gì đấy ạ? À, radio nè, cái này ta sẽ có là và my radio radio gender giới tính gắn bằng fref chấm lấy tên. Tên cái này cô đặt là gì ạ? Đặt là giới tính đúng không? Giới tính. Ok. Đấy, cái anh này anh sẽ trả về mạng. Anh này trả về mạng. Dù cô sẽ bật ra alert. Alert ra cái radio giới tính không. Chấm. Check it. Xem nó có check không? Xem nó có check không? Nếu nó trả true thì nó check, không trả phone thì thôi F5. Đăng ký cái phone. Có nghĩa cái này chưa check. Thì các bạn dùng vòng lặp thôi. Nếu cái này không check it if 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 cái này phủ định và cái này mà phủ định tức là chưa check cả hai cái, chưa check cả hai cái nha. Thì cái này một, thì cái này là yeah, if thì bắt lỗi thôi. Alert, 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 alert. Chưa check. Ok. Vậy thôi. Trung mạng ha, F5. Đó, đăng ký cái chưa check. Check cái hết lỗi, xong chưa? Vậy ta dùng vòng lặp. Dùng vòng lặp nếu các bạn mà để dễ, cái này thì có hai cái à, hai ba cái thì dễ. Nhưng giả sử cái này nhiều thì sao? Nhiều này thì ta dùng vòng lặp for để ta check. Nếu tất cả cái này thì chưa check. À, thì các bạn bảo lỗi. Dễ ơi, cũng bỏ comment cái này lại nhá. Thằng checkbox nè, checkbox các bạn cũng đặt trùng tên, cô vừa trước nói rồi ha. Name trùng tên. Giờ cái này là sở thích. Sở thích. Đấy, các bạn cũng móc cái sở thích này nếu chưa check cái nào hết. Thì ta bảo lỗi. Và checkbox sở thích gắn bằng fref chấm sở thích for for đây ta cố để cho dễ tôi làm cái biến và check it tôi gắn bằng cái chu phones check it. À không phải, đừng để check cực. Để check cực là nó trùng is the check. Nếu mà check thì gắn bằng phone thì for là và let đi ha. Y gắn bằng không, y nhỏ hơn check sở thích chấm len y công cộng. Đó, if. Chỉ cần một cái check thôi các bạn chuyển nó thành chu liền. Chỉ cần một cái check thôi chuyển thành chu. If là CKCT I chấm check cực. Tức là nó có check, một cái check thôi. Thì cái is the check này các bạn gán bằng chu. Đó. Thoát luôn. Một cái check thôi là tôi khỏi bảo lỗi luôn. Đúng không ạ? Break luôn. Khỏi cần nói nhiều. Đó, if is a check. Cái này mà phone tức là phủ định. Cái này phone hoặc là bạn làm bằng 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 phone ha, bằng bằng phone cũng được nhưng tôi để là phủ định luôn. Nếu này là phủ định is a check thì tôi sẽ alert.
chơi check được chưa? Chạy ha. Đây, đăng ký chưa check, cô chỉ cần check một cái thôi, đăng ký không báo nữa, hoặc là các bạn else để các bạn biết là nó có hiệu ứng else check rồi, alert là các bạn bảo là check rồi. Ok, chạy lại là F5. Cái này nó bảo là chưa check. Cô chỉ cần bấm cái nó bảo là check rồi. Đương nhiên một hai cái thì nó cũng check rồi hết. Chỉ có khi nó không có cái nào thì nó bảo là chưa check thôi. À, chưa check báo lỗi. Thì các bạn mèo ở chỗ này nè. Nhiều bạn sẽ làm vùng là for duyệt hết. À, tôi chả cần duyệt hết. Tôi chỉ cái báo là một cái biến, tôi đánh dấu nó là chưa check. Thì một cái check rồi thì tôi bảo là check, đã check và tôi break luôn, tức là thậm chí tôi không cần duyệt hết cả cái mảng này. Đấy, thì khả năng mảng này cháy có lần hai lần gì đấy nó sẽ dừng à, cái vòng lặp này. Thế làm cái biến để đánh dấu thôi. Đấy, thì đây là cũng là một cái mèo để các bạn xử lý ha, trong quá trình xử lý á. Làm nhiều các bạn sẽ có cái mèo để xử lý. Ok. Chưa? Yeah. Rồi, chỉ có hai cái đấy là khó nhất thôi. À, có hiểu gì không các bạn? Ta quay lại cái coi. Các bạn đâu hết rồi? 28 ngủ hết rồi. Ờ, Mai Tây Tô bằng Trọng Khánh nhìn ra nè. Giỏ hàng rằng OBG là sao? Trung Thảo đâu? Trung Thảo hỏi có cái gì? Nói luôn. Mở mic nói luôn. Nói luôn. À, hiểu ý của Trung Thảo rồi. Cô hiểu ý rồi. Demo là các bạn sẽ để trong cái đấy là thành object đúng không? Ok, hiểu rồi. Rồi à, làm sao nhá. Cô sẽ demo buổi sau, cô sẽ mô demo bằng object ha. Tức là các bạn sẽ không làm cái đơn lẻ mà các bạn để thành đối tượng, xong các bạn lưu trữ mảng đối tượng để các bạn xử lý theo đối tượng hết. Ok, buổi sau tôi sẽ làm cái đấy, được chưa? À, bây giờ ta sẽ stop, dừng nha, đuối.